2017 giải cho những tên tội phạm phản bội Tổ quốc. Lâu nay chúng ta thấy những giải thưởng nhằm tôn vinh những giá trị phổ quát, đích thực nhằm hướng con người đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giải thưởng dân quyền của một tổ chức phi chính phủ vẫn từng trao lại tôn vinh những tên tội phạm phản bội Tổ quốc. Tính khôi hài cho giải thưởng nhân quyền mà một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại California vẫn tổ chức và tiến hành trao là ở chỗ không trao cho những người có thành tích cống hiến về sự phát triển của quyền con người mà lại trao cho những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Và điều đặc biệt ở chỗ, giải thưởng nhân quyền này chỉ trao cho tội phạm ở quốc gia khác mà không trao cho tội phạm ở quốc gia nơi phát hành giải thưởng. Vẫn theo thông lệ hàng năm, những nhân vật đối tượng bị tuyên án nặng ở Việt Nam với các tội danh nằm trong các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia sẽ là những người được đề cử cho giải thưởng nhân quyền do một tổ chức tự khoác áo nhân quyền tiến hành xem xét và trao giải. Điều đặc biệt là toàn bộ những người muốn lọt vào danh sách đề cử của giải này phải là người từng bị Tòa án Việt Nam kết án về một trong các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Một vấn đề khác, trong số những tên tội phạm ấy sẽ lừa ra những người có mức án cao nhất để trao giải thưởng nhân quyền của năm. Theo như công bố không chính thức từ tổ chức phi chính phủ tự khoác áo nhân quyền thì các tên tội phạm ở Việt Nam năm nay thắng đậm giải thưởng vì có hàng loạt những tên tội phạm bị Tòa án Việt Nam tuyên mức án khá cao từ 7 đến 15 năm tù giam. Theo đó, số lượng người đạt giải nhân quyền năm 2017 không phải là một người như mọi năm mà lại sẽ là ba tên tội phạm, đó là Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và mục sư Y Tích và một nhóm tội phạm của Hội Anh Em Dân Chủ. Ba tên tội phạm phản quốc ở Việt Nam thì đã quá rõ đều là những kẻ bị tuyên án khá cao do hành vi đặc biệt nghiêm trọng của mình nhằm xâm hại độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia Việt Nam. Và đây chính là điều đặc biệt của giải thưởng nhân quyền năm 2017. Đặc biệt hơn nữa là năm nay, giải thưởng nhân quyền còn được trao cho một nhóm tội phạm có tên là Hội Anh Em Dân Chủ, bao gồm một nhóm các tên tội phạm phản quốc như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội và mục sư Nguyễn Trung Tôn, đồng sáng lập. Giải thưởng này được dự kiến sẽ được trao vào Chủ nhật 10 tháng 12 năm 2017 tại phòng sinh hoạt thành phố Westminster ở địa chỉ 8200 Westminster, CA 92683. Như vậy, giải thưởng nhân quyền năm 2017 sẽ trao cho tất cả các tên tội phạm phản quốc, nếu không phải là cá nhân thì trao cho nhóm trong đó có cá nhân những tên tội phạm và ai cũng có quà. Điều này lý giải vì sao giải thưởng nhân quyền năm 2017 hay hàng năm chính là thời điểm để tính công trả lãi. Vì sao chúng tôi lại gọi là tính công trả lãi? Vì thời điểm cuối năm dương lịch là thời điểm tổng kết các hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nếu là tổ chức kinh doanh thì tính lỗ lãi. Nếu công ty lãi to thì nhân viên được thưởng to và nếu công ty lãi ít thì thưởng ít và những công nhân nào chưa lãnh lương thì cộng dồn và thanh toán một cục. Do đó những kẻ chống phá đất nước Việt Nam được tính một lần vào cuối năm dương lịch và tổ chức chi trả tiền không ai khác ngoài các tổ chức ngoại vi do tổ chức phản động Việt Tân lập ra. Theo cách này, giải thưởng chính là bình phong để tổ chức khủng bố Việt Tân thanh toán tiền cho các đối tượng tham gia. Cho hề này chưa dừng lại ở đó, vì đã có nhiều người thắc mắc là tại sao nước Mỹ có tới 50 bang như vậy mà không hề có ai được nhận giải thưởng nhân quyền. Phải chăng nước Mỹ là nước có nhân quyền nên không ai đấu tranh vì nhân quyền? Nếu trong chúng ta ai theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng đều thấy rất rõ là hàng trăm cuộc biểu tình do mọi tầng lớp trong xã hội ở Mỹ vẫn diễn ra để đòi hỏi chính quyền phải chặn đứng vấn nạn phân biệt chủng tộc, xả súng, khủng bố, nhưng lại không một ai được nhận giải thưởng nhân quyền này. Một lần nữa, chúng ta khẳng định giải thưởng nhân quyền do mạng lưới nhân quyền trao chỉ là thủ đoạn nhằm thanh toán tiền công cho những kẻ phản quốc ở Việt Nam và không được Việt Nam chấp nhận. Bất kỳ nguồn tiền nào gửi về Việt Nam với danh nghĩa giải thưởng bất hợp pháp đều bị phong tỏa, tịch thu xung công quỹ.